phát hiện máy bay do thám Mỹ trên bán đảo Triều Tiên. Theo các nguồn tin, máy bay Global Hawk của Mỹ được phát hiện trên bầu trời dọc biên giới với Triều Tiên, như khu vực thủ đô Seoul và tỉnh Gangwon ở phía đông bắc Hàn Quốc ngày 5 tháng 9. Theo nguồn tin quốc tế, một máy bay do thám không người lái Global Hawk của Mỹ đã được phát hiện trên bán đảo Triều Tiên ngày 5 tháng 9, trong bối cảnh xuất hiện suy đoán rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho cuộc duyệt binh nhân những ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Theo một nguồn tin khác, máy bay Global Hawk được phát hiện trên bầu trời dọc biên giới với Triều Tiên, như khu vực thủ đô Seoul và tỉnh Gangwon ở phía đông bắc Hàn Quốc. Động thái trên diễn ra sau khi có tin người ta phát hiện số lượng lớn binh sĩ đang tập trung ở Bình Nhưỡng. Một số dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh trước thềm kỷ niệm ngày thành lập nhà nước và Đảng Lao động cầm quyền lần lượt vào ngày 9 tháng 9 và ngày 10 tháng 10. Sự kiện này thu hút sự chú ý giữa lúc Triều Tiên gần đây cảnh báo về cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng để phản đối cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ vào tháng trước. Triều Tiên thường nhân những dịp lễ quốc gia để tổ chức các cuộc duyệt binh và phô trương các loại vũ khí tối tân. Tham vọng đưa trực thăng lên sao Hỏa của Trung Quốc. Không chịu thua Mỹ, Trung Quốc vừa tuyên bố sẽ vượt qua mọi rào cản về kỹ thuật để chế tạo trực thăng không người lái tự hành để thám hiểm sao Hỏa. Trên trang web chính thức, Trung tâm Khoa học Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc NSSC vừa tiết lộ đang phát triển nguyên mẫu trực thăng không người lái để triển khai trong chuyến thám hiểm sao Hỏa tiếp theo của quốc gia này. Theo đó, dự án chiếc trực thăng đặc biệt trên đã được nghiệm thu vào cuối tháng 8. Theo hình ảnh do NSSC từng công bố, chiếc trực thăng nghiên cứu sao Hỏa của Trung Quốc cũng có thiết kế hai cánh quạt giống như trực thăng Ingenuity của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA phóng lên cùng với tàu đổ bộ Perseverance hồi đầu năm nay. Chiếc Ingenuity này đã bay thành công 12 lần trên bề mặt sao Hỏa. Trước đây, trong sứ mạng sao Hỏa Thiên Vấn 1, Trung Quốc đã từng có kế hoạch đưa thêm một thiết bị bay kèm theo tàu tự hành Trúc Dung lên sao Hỏa hoạt động. Theo kế hoạch lúc bấy giờ, thiết bị bay có thiết kế dạng khí cầu, không có cánh quạt để bay lên sao Hỏa. Tuy nhiên, sau đó phương án này đã không được lựa chọn. Hiện vẫn chưa rõ khi nào sứ mạng sao Hỏa tiếp theo của Trung Quốc sẽ được triển khai và liệu lúc đó chiếc trực thăng này có được mang theo hay không. Trong một chuyển biến có liên quan, sau thành công của nhiều sứ mạng sao Hỏa mà sự kiện lịch sử là bay trực thăng trên sao Hỏa, NASA đã tiết lộ kế hoạch trực thăng sao Hỏa tiếp theo của họ. Theo đó, một chiếc máy bay cánh quạt mang tên Dragonfly với kích thước lớn hơn, phức tạp hơn sẽ được đưa lên mặt trăng lớn nhất của sao Hỏa là Titan. Dự kiến sự kiện phóng tàu lên sao Hỏa sẽ diễn ra vào năm 2027 và tới nơi hoạt động vào năm 2034. Tình bạn của Mỹ và Ukraine không phải vì chính họ mà là để chống lại Nga, Nga chỉ trích. Vào hôm 2 tháng 9, Điện Kremlin vừa lên tiếng chỉ trích rằng sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ khiến cho Kyiv cư xử một cách khó đoán và nguy hiểm hơn trong xung đột tại miền Đông. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng vào hôm 1 tháng 9 rằng Washington luôn giữ vững cam kết với chủ quyền của Ukraine và đề nghị cung cấp thêm viện trợ quân sự trị giá 60 triệu USD cho quốc gia này. Bình luận về vấn đề này, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov đã bày tỏ quan ngại về sự hỗ trợ quân sự của Mỹ đối với Ukraine. Chúng tôi tin rằng điều này có thể tạo ra những hành động khó đoán của Ukraine trong vấn đề giải quyết xung đột miền Đông. Đây là thứ vô cùng nguy hiểm. Tình bạn của Mỹ và Ukraine không phải vì chính họ mà là để chống lại Nga. Đó sẽ là nguyên nhân khiến họ phải hối hận. Quân đội Ukraine đã chiến đấu chống lại lực lượng đòi ly khai thân Nga tại vùng Donbass kể từ năm 2014. Xung đột này đã khiến 14.000 người thiệt mạng. Trong chuyến công du Mỹ, Tổng thống Zelensky cũng khẳng định sẽ làm mọi thứ để gia nhập NATO. Điều mà Kyiv nhìn nhận là sự răn đe cần thiết đối với Nga. Tuy nhiên, ông Peskov cho rằng đây là việc làm phản tác dụng. Từ trước tới nay, nhiều nước thành viên chủ chốt của NATO cũng có ý kiến rằng Ukraine cần phải có nhiều cải tổ trước khi nhận được quy chế thành viên. Trung Quốc bắt giữ hai người Canada do trao đổi ảnh bí mật quân sự. Theo nguồn tin quốc tế, doanh nhân người Canada Michel Spavor, vốn đã bị kết tội gián điệp vào tháng 8 năm 2021, đã cung cấp các bức ảnh về thiết bị quân sự cho đồng nghiệp người Canada Michel Kovic. Những bức ảnh mà Spavor
chụp về thiết bị này được xếp vào loại bí mật nhà nước cấp 2. Doanh nhân Spavor là người cung cấp thông tin quan trọng cho ông Kovic. Người này cũng đang bị nhà chức trách Trung Quốc giam giữ. Ngoài Kovic, ông Spavor còn gửi ảnh cho những người ngoài Trung Quốc. Trung Quốc đã bắt giữ hai doanh nhân người Canada vào tháng 12 năm 2018, ngay sau khi cảnh sát Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei theo đề nghị của Mỹ, với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc rằng hai vụ việc có liên quan đến nhau. Tháng trước, Tòa án Trung Quốc đã kết án Spavor 11 năm tù vì tội gián điệp, tạo nên làn sóng phản đối từ Mỹ và Canada. Những quốc gia đã cáo buộc Trung Quốc thực hiện chính sách ngoại giao con tin. Phiên tòa xét xử tội gián điệp của Kovic kết thúc vào tháng 3 tới và chưa rõ chính xác bản án sẽ được công bố vào ngày nào. Trong khi đó, thẩm phán sẽ ra phán quyết về việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu vào ngày 21 tháng 10 tới. Tư lệnh tuần duyên Mỹ tại Thái Bình Dương cam kết đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tư lệnh tuần duyên Mỹ tại Thái Bình Dương, Phó Đô đốc Michelle McAllister nhấn mạnh vai trò lâu dài của lực lượng và khẳng định cam kết cho ổn định và an ninh tại khu vực. Trong cuộc họp báo ngày 3 tháng 9, ông McAllister nói rằng Mỹ là một quốc gia Thái Bình Dương và tuần duyên Mỹ có lịch sử hơn 100 năm hoạt động tại khu vực, quản lý vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn của Mỹ và hỗ trợ trực tiếp cho một số đảo quốc Thái Bình Dương. Nhưng rộng hơn, đây là khu vực cực kỳ quan trọng. Một nửa khối lượng thương mại của Mỹ và nửa dân số thế giới nằm tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Họ cần chúng tôi về an toàn và an ninh biển. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể đóng vai trò đó, ông Alistair nói. Theo ông, nhiệm vụ chính của tuần duyên Mỹ là cố gắng đóng góp cho ổn định và an ninh của khu vực. Vị phó đô đốc cho hay, tuần duyên Mỹ đã xây dựng và phát triển các mối quan hệ đối tác để tăng cường năng lực của Mỹ cũng như của các nước đối tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ như tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ môi trường biển, thực thi pháp luật và các hiệp ước về đánh bắt thủy hải sản, giải quyết nạn buôn người, chống buôn ma túy, ứng phó thảm họa. Ông Alistair nhấn mạnh điều quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ này là phải thúc đẩy, tuân thủ trật tự dựa trên quy tắc, chuẩn mực quốc tế. Ông cho biết tuần duyên Mỹ gần đây triển khai chiến dịch Thái Bình Dương Xanh, phối hợp với các đối tác chính trong những quốc đảo Thái Bình Dương để phát hiện, ngăn chặn nạn đánh bắt cá trái phép, chống vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, hỗ trợ các nước còn hạn chế về năng lực tuần tra, quản lý vùng biển của họ. Tuần duyên Mỹ cũng vừa ra mắt đội tàu phản ứng nhanh thế hệ mới tại đảo Guam, bổ sung năng lực hành pháp trên biển cho tư lệnh vùng tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương nhằm đương đầu với Trung Quốc. Tuần duyên Mỹ có những đặc tính độc đáo để có thể thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Là một phần của quân đội Mỹ, chúng tôi có thể tích hợp liền mạch vào các hoạt động quốc phòng cùng với Hải quân Mỹ và các lực lượng khác và hoàn toàn có thể tương tác với các đồng minh của Mỹ. Chúng tôi có các quy tắc thực thi pháp luật và quản lý phù hợp với các lực lượng hải quân và tuần duyên tại khu vực Thái Bình Dương. Các sứ mệnh của chúng tôi phù hợp với nhu cầu của các nước Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Và có lẽ quan trọng nhất là chúng tôi tin rằng có thể tạo ra hành vi mà chúng tôi và các đối tác muốn thấy trong khu vực, ông Alistair nói. Ở Afghanistan, Nga sẵn sàng tiếp tục hoạt động của Trung tâm Khoa học và Văn hóa. Nga sẵn sàng khai trương văn phòng đại diện tại Afghanistan ngay khi các điều kiện ở nước này cho phép, người đứng đầu cơ quan này, Yevgeny Primakov nói. Chúng tôi không đàm phán với Taliban về công việc của văn phòng đại diện. Đại sứ quán của chúng tôi đang liên hệ với các cơ quan chức năng mới và chính thức được biết về việc này, Primakov nói trong Diễn đàn Kinh tế Phương Đông. Ông cũng lưu ý rằng cơ quan đại diện ngoại giao duy trì liên lạc với các vấn đề chính trị có thể không bao gồm chủ đề công việc của cơ quan đại diện. Tôi cho rằng ngay khi khói bụi lắng xuống và tình hình an ninh ở đó có thể dễ đoán, dễ hiểu hơn, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục hoạt động của Trung tâm Khoa học và Văn hóa theo định dạng bắt buộc, bao gồm các khóa học và hội thảo, ông nói thêm.